Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ bánh trung thu nhân khoai môn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Các bạn theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ bánh trung thu nhân mè đen. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Hôm nay mình ăn bánh trung thu nhân mè đen đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Như, tối chị đi làm tối không? Chị chắc không. Ừ mày. Sao? Làm gì? Chỉ như khoảng tay hai ta. Và em bốc ngã anh ta. Từ lâu anh muốn đưa lại. Sau lưng tất cả. Chị nhóm đây. Lòng anh ao ước mọi người. Chị không để ý sẽ cho anh bao nhiêu tiếng cười nở ở đâu hay tiếng cười ấy đau nhận lại ngày anh đi năm vẫn soi lối có sao lòng em có những bão giông anh bước đi bên người ấy em đau lắm đấy đừng lo lắng một người như em chẳng sao đâu nỗi buồn qua nhanh nào ngờ quên một người thầm yêu lại khó thế này đây nha đây là phần màu xám màu vàng của mình đầu tiên nha đây là phần màu vàng đầu tiên của mình nha nhìn người mình yêu đau đớn như vậy à nào hát lại nha nhìn người mình yêu đau đớn như vậy lòng em đau đớn như vậy lòng em vỡ tan sau lưng anh đây người dành nhớ thương cả đời vẫn vương cô ta đâu đây chạy về bên em vẫn ở đây chẳng đành nhìn anh nước mắt vơi đây ôm những cơn đau anh ôm những cơn đau nỗi buồn em giấu âm thầm phía sau rồi lòng em chẳng sao đâu hay không đẳng cấp kẹo nữa làm lại đoạn ra chị chỉ thuộc một đoạn đấy thôi đoạn kia những đoạn kia chị có biết lời nhưng mà chị không biết nhịp nó vào như thế nào mày thì cứ thuộc đâu đây nha đây là hai màu của mình nha ngày em đi nắng vẫn soi lối không vừa đi bên nửa ấy lòng em đau lắm đấy đừng lo lắng một người như em nào ngờ quên một người thầm yêu khó thế nào nhìn người mình yêu đau đớn như vậy lòng em vỡ tan sau lưng anh đây người dành nhớ thương cả đời vẫn vương cô ta đâu đây trở về bên em vẫn ở đây trong đây nhìn anh nước mắt vơi đây đúng rồi nhớ không là chị em mình cũng phải đi karaoke chả thế bao cả phòng chị hát họ cho à mày đi với chị mày phải biết hát hết chị đừng có gái sư tử chả bao giờ nhá chị hát bình thường thì cũng dễ nghe đấy đây là hai màu của mình nha mọi người đây là hai màu của mình nha bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ hạt chữ đi chợt đợi nhìn anh nước mắt rơi đây ôm những cơn đau nỗi buồn em giấu âm thầm phía sau rồi lòng em trắng sao đâu đúng kia nhìn người mình yêu đâu
đoạn đấy thôi. Chị không biết đoạn khác đâu. Đây, chị biết bạn hứa nhưng chẳng đợi nữa. Em đi về phía bàn trời, anh về phía một đời không em, nơi em chỉ toàn là bao hơi gió, nào ngờ em thích nắng hồng, ba đồng một mớ tình duyên, ai mua mà bán, đúng là đời hứa sẽ đợi nhưng lại không đợi. Em đi về phía bàn trời. Không hát nữa, mỏi rồi, không hát nữa đâu. Hứa cả ngàn lần, hợp rồi cũng tan. Rồi, video này em cứ lên chụp thầy. Cái gì? Cái này là... Để cao, đi xin cover quả đường. Rồi, chị hát từ nãy giờ hát lung tung. Đây là chiếc vòng của mình nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây cũng là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thương cả đời vơi.